Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học Facebook Marketing 2020 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và đây là cái phần video hướng dẫn tự chạy quảng cáo Facebook Ads cập nhật phiên bản 2020, tức là năm 2020. Vâng, hướng dẫn cho các bạn một cách chuyên nghiệp, chuyên sâu và có hiệu quả. Thì để bắt đầu thì tôi sẽ xin phép thao tác trên máy tính trước mặt tôi. Và đằng sau đây thì sẽ có một cái màn hình hướng dẫn cho các bạn, và ngoài ra tôi cũng quay cái mà thao tác màn hình để cho các bạn làm, và các bạn cứ làm theo hướng dẫn cũng như những cái lời mà tôi hướng dẫn, các bạn sẽ làm đúng và các bạn sẽ có cái xu hướng thành công, được chưa ạ? Ok, và để không mất thời gian nữa thì tôi sẽ xin được bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trình duyệt của mình, và các bạn vào Facebook, đúng không ạ? Các bạn vào Facebook cá nhân. Trên Facebook cá nhân thế này thì các bạn nhìn thấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo bằng trình quản lý quảng cáo, được chưa ạ? Vâng, đầu tiên thì các bạn sẽ bấm nút tạo. Bấm nút tạo thì trong này nó có bốn cái phần tạo. Một là tạo trang, tức là mình tạo fanpage, đúng không ạ? Nếu như bạn chưa có fanpage thì các bạn có thể tạo ra cái trang như vậy. Một cái trang fanpage sẽ trông như thế nào? Rất là nhiều. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ, một cái fanpage của tôi. Đây là tôi lấy ví dụ thôi ạ. Vâng, đấy, một cái trang fanpage sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đăng bài đến đây và chúng ta cũng sẽ chạy quảng cáo, được chưa ạ? Thì đấy là cái trang fanpage của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể là sẽ đăng bài, mời like và chúng ta chạy quảng cáo. Nếu mà các bạn chưa tạo ra fanpage thì các bạn hãy chạy. Tuy nhiên đây không phải là ưu tiên của video bài học này, mà video bài học này là hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo. Thì các bạn sẽ bấm vào nút quảng cáo. Các bạn bấm vào nút quảng cáo thì nó sẽ ra một cái trình quản lý quảng cáo như mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Được chưa ạ? Thì cái trình quản lý quảng cáo này thì các bạn có thể nhìn thấy có một cái tài khoản nó báo màu đỏ là tài khoản của bạn đã bị gắn cờ vi phạm chính sách. Mọi quảng cáo của bạn đã bị tắt. Vâng. Thì cái này tôi sẽ giải thích và tôi cố tình để như vậy để tôi giải thích cho các bạn. Thì đây là một tài khoản quảng cáo đã bị Facebook vô hiệu hóa. Thế thì tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là như thế nào? Chúng ta mua quảng cáo của Facebook thì chúng ta phải trả bằng tiền. Và khi chúng ta trả bằng tiền thì chúng ta sẽ trả thông qua tài khoản quảng cáo được kết nối với thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ thanh toán quốc tế thì chúng ta có thể sử dụng các nhãn hiệu thẻ như thẻ Visa hoặc thẻ Master của các ngân hàng ở Việt Nam. Đấy. Và cụ thể là ngân hàng nào thì các bạn cần phải xem xét, vì hiện nay có rất nhiều ngân hàng đang bị Facebook từ chối do là những cái thẻ đó là gì ạ? Có một cái tình trạng nợ xấu, có một cái tình trạng là gian lận rất là nhiều, thì sẽ phải lựa chọn một số các ngân hàng mà khó có thể làm được thẻ, và như vậy khi bạn add vào thì nó mới thành công. Đấy, và tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là tài khoản quảng cáo không chạy được quảng cáo. Và khi nào thì nó bị vô hiệu hóa, đúng không ạ? Thì có thể là do bạn chạy quảng cáo vi phạm chính sách, bạn viết content quá mạnh, bạn sử dụng hình ảnh hở hang, hở nhiều da thịt, bạn so sánh trước sau, bạn bán những cái sản phẩm bị Facebook cấm hoặc là vi phạm hoặc hạn chế, hoặc thậm chí đôi khi bạn cũng chẳng bị làm sao, bạn vẫn bị khóa, đúng không? Thế thì khi bị khóa như vậy thì mình sẽ phải làm gì? Thì lúc này giải pháp là mình sẽ cần có nhiều tài khoản quảng cáo. Một tài khoản quảng cáo là gồm một tài khoản Facebook Profile hay còn gọi là Facebook cá nhân. Đây ạ, như thế này gọi là Facebook cá nhân đây. Vậy bạn sẽ cần nhiều tài khoản Facebook cá nhân. Có thể bạn lập ra nhiều tài khoản, hoặc là bạn có thể mượn của nhân viên, mượn của người thân. Và mỗi một cái tài khoản này thì bình quân các bạn sẽ cần một cái thẻ thanh toán quốc tế, đúng không ạ? Và mình sẽ thêm vào đó để kết nối với tài khoản quảng cáo. Ok. Rồi, thì lúc này bạn sẽ chọn những cái tài khoản quảng cáo khác mà bạn đang có hoặc là bạn đã có, đúng không ạ? Có thể là tài khoản quảng cáo đang được hoạt động bình thường hoặc là tài khoản quảng cáo mới mình sẽ thiết lập. Rồi, thì như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái phần đơn giản về tài khoản quảng cáo. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở đây một chút. Chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Đây là trình quản lý quảng cáo. Vâng, và đây là nick Facebook của thầy Phan Anh. Chúng ta nhìn thấy ở bên trái là cái cột thứ tự. Ở bên trái là cái cột thứ tự là chúng ta đang ở đâu. Nó là giống như là cái bản đồ mapping để cho chúng ta hướng dẫn, để chúng ta đi theo cho nó dễ, được chưa ạ?
Và mỗi một cái phần này thì chúng ta chọn để cho nó nhanh thôi. Ý nghĩa của nó là để cho chúng ta biết đang ở đâu. Chúng ta đi từ trên xuống đến dưới là xong một chiến dịch quảng cáo. Tôi đang hướng dẫn các bạn là tự chạy chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, được chưa ạ? Và giao diện cũng như là mới nhất của Facebook. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn ở đây. Facebook nó sẽ hỏi là mục tiêu tiếp thị của bạn là gì? Mục tiêu tiếp thị tiếng Anh gọi là marketing objective hay là objective marketing. Ở đây tức là nó trả lời cho câu hỏi là bạn muốn chạy quảng cáo với mục tiêu gì? Và nó chia thành 3 cột là cột nhận thức, cột cân nhắc và cột chuyển đổi. Vâng, thế thì tại sao lại chia thành 3 cột? Bởi vì cái quá trình mua hàng của con người ấy, của khách hàng ấy thì nó sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn. Dù cái việc bạn mua một mớ rau trong 1 phút hay là bạn mua một chiếc xe hơi trong 1 tháng thì nó vẫn đều có một quá trình. Quá trình đầu tiên là quá trình nhận thức, đúng không ạ? Nhận thức là biết về cái thương hiệu đấy, biết về cái sản phẩm đấy, biết là cái sản phẩm đấy nó có mặt ở thị trường hay có mặt ở trên đời. Bạn rất khó có thể mua một sản phẩm mà bạn không biết được, đúng không? Thứ hai, sau khi bạn biết rồi, đúng không ạ? Thì bạn sẽ so sánh, bạn sẽ đánh giá, bạn sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Bạn sẽ quyết định là mình có mua cái sản phẩm này hay không, có mua cái thương hiệu này hay không, có mua của người bán này hay không. Ví dụ như là đối với sản phẩm iPhone, đúng không ạ? Đây là iPhone mới nhất Pro Max, các bạn có nhìn thấy than tổ ong đấy ạ. Thì ví dụ bạn quyết định mua điện thoại di động mới, bạn có thể cân nhắc iPhone hay Samsung hay là những cái nhãn hiệu khác. Sau khi bạn quyết định là mua iPhone rồi, bạn sẽ quyết định là mua của FPT hay của Thế Giới Di Động hay của Viễn Thông A hay Vinpro, hay thậm chí là bạn đi nước ngoài mua, bạn mua hàng xách tay, bạn mua của những cái thương hiệu người bán lẻ kém hơn, thì cái quá trình đó người ta gọi là quá trình cân nhắc, quá trình so sánh để mà đạt được cái lợi ích tối đa của người tiêu dùng, được chưa ạ? Thế sau đó thì cuối cùng là bạn sẽ chuyển đổi thành người mua hàng. Đấy, thế thì Facebook nó chia thành 3 cái nhóm như vậy để cho các bạn hình dung ra. Rồi, nếu các bạn chạy về nhận thức thì mục tiêu của bạn là nhận thức, thì đừng có đòi đơn hàng. Bởi vì đợt trước tôi có làm quảng cáo cho một cái thương vụ mà cũng khá là lớn ở một cái tỉnh trên Thái Nguyên, thì cái khách hàng này của tôi yêu cầu là gì ạ? Tôi muốn là cả cái thành phố Thái Nguyên biết về cái cửa hàng của tôi. Thế thì khi người ta yêu cầu như vậy thì tôi đã quyết định chạy nhận thức cho họ, bởi vì khi tôi chạy nhận thức như vậy cái lượt tiếp cận nó rất là cao và cái phí tiếp cận nó rất là rẻ. Thế nhưng mà sau 1 tháng 2 tháng thì khách hàng này nói với tôi là không thể bán được hàng. Thế thì tôi bảo là rõ ràng là mục tiêu là nhận thức trước, nó sẽ không chuyển đổi được ngay. Nếu mục tiêu là chuyển đổi, mục tiêu là đơn hàng thì lúc đấy tôi sẽ chạy cân nhắc và tôi sẽ chạy chuyển đổi. Và trong nội dung quảng cáo, trong hình thức quảng cáo tôi phải thay đổi. Đấy, ý tôi muốn nói giải thích cho mọi người là như vậy, được chưa ạ? Rồi, nhận thức về thương hiệu là mình sẽ chạy để tiếp cận thương hiệu. Số người tiếp cận là mình sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Rồi, lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập là gì? Khi bạn click vào một mẫu quảng cáo, cái mẫu quảng cáo này sẽ dẫn bạn đến một trang web, một đường link cụ thể. Thì cái đấy gọi là lưu lượng truy cập, đúng không ạ? Lưu lượng tức là traffic đấy, là người ta truy cập vào website. Thế khi nào thì bạn nên chạy lưu lượng truy cập, đúng không ạ? Thì khi mà bạn muốn bán những sản phẩm và dịch vụ mà bạn muốn chốt đơn hàng ở trên website của mình thì bạn hãy chạy về lưu lượng truy cập. Thí dụ ô tô, thí dụ như là bất động sản, thí dụ như là du lịch, những cái sản phẩm có giá trị cao, hoặc là bạn làm siêu thị, bạn muốn đưa khách về web để có thể mua được nhiều hàng hơn. Tóm lại mục tiêu của bạn là muốn chốt khách trên web mà muốn giữ được chân khách hàng, muốn thu thập được thêm dữ liệu ở trên website thì bạn sẽ chạy lưu lượng truy cập. Và muốn chạy lưu lượng truy cập thì bắt buộc bạn phải có website hoặc là một đường link cụ thể. Được chưa ạ? Còn nếu bạn không có, bạn sẽ không chạy được. Đấy. Còn để chạy quảng cáo thì nó cần tài khoản quảng cáo, cần fanpage là bắt buộc. Còn website thì chạy lưu lượng cần. Còn ví dụ như chạy tương tác có thể sẽ không cần. Rồi. Khi đó tiếp theo bạn chạy tương tác, tức là tương tác ở đây là gì ạ? Là để cho người ta xem cái quảng cáo, người ta click, người ta thích, người ta bình luận, người ta inbox cho mình, thì cái đấy gọi là chạy quảng cáo tương tác. Để chạy quảng cáo tương tác thì bạn sẽ cần fanpage. Sau đó bạn đăng bài trên fanpage. Cái bài đó thể hiện nội dung là khuyến mại, quà tặng, là suất ăn, là nhà hàng, là quần, là áo, vân vân, là những sản phẩm dịch vụ mà bạn bán.
Bạn dùng video hoặc dùng hình ảnh hoặc dùng nội dung là chữ viết bạn thể hiện để muốn bán cái sản phẩm đó. Ok. Sau đó bạn đăng lên fanpage. Bạn đăng lên fanpage như thế này. Đó. Đây, như thế này, đây là một bài. Và sau đó bây giờ cái bài này lượt lượt xem của tôi đang rất là ít. Tôi muốn người ta xem nhiều hơn, tôi bỏ tiền vào tôi chạy. Tôi bỏ tiền vào tôi chạy thì cái bài này nó sẽ tiếp cận đến mọi người. Ý nghĩa là như vậy, được chưa ạ? Vâng. Thế thì bây giờ ta chạy tương tác, ta chạy như thế nào, ta sẽ bàn sau, được chưa ạ? Tiếp tục. Số lượt cài đặt ứng dụng. Rồi, số lượt cài đặt ứng dụng tức là gì? Tức là nếu như mà bạn làm marketing cho những cái hãng như là Bee hay là Grab hay là những cái app phần mềm trên điện thoại di động Android hoặc iOS đấy, hoặc là Momo hoặc là Viettel Pay, mà mục tiêu là gì? Muốn tăng được cái ứng dụng này được cài lên trên điện thoại di động, ứng dụng này được cài trên điện thoại di động, đúng không ạ? Thì bạn có thể chạy quảng cáo, mục tiêu là số lượt cài đặt ứng dụng, để khi người ta nhìn thấy quảng cáo ở trên Facebook, người ta bấm vào, người ta sẽ download cái ứng dụng đó hoặc là những cái phần mềm trên điện thoại di động đó. Ok. Tiếp tục. Số lượt xem video. Vâng. Tức là gì ạ? Bạn sẽ cần phải có video, sau đó bạn đăng lên Facebook như thế này. Đây, ví dụ đây là video. Đây là một cái video tôi đứng ở trụ sở chính của Facebook ở số 1 đường Hathaway, thuộc thung lũng Silicon Valley của bang California, Mỹ. Đúng không ạ? Đăng ngay sau tấm biển này chính là những trụ sở chính của Facebook, và cả cái khu này chính là trụ sở của Facebook rất là lớn. Ok. Thế bây giờ tôi muốn người ta xem cái video này nhiều thì tôi có thể lựa chọn chạy tương tác. Tôi cũng có thể chạy số lượt xem video. Đấy, lúc trước tôi đã nói về chạy tương tác rồi, bây giờ bạn có thể chạy số lượt xem video. Ok. Vậy mình sẽ cần video và mình đăng lên page, sau đó mình chọn số lượt xem video, mình bỏ tiền vào, mình nhắm chọn và mình chạy. Chạy cái này có hiệu quả không? Rất hiệu quả nếu như nội dung video tốt. Còn không hiệu quả nếu như nội dung video không tốt, nó phụ thuộc vào nội dung video rất nhiều. Ok. Tiếp tục ạ. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Vâng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Bạn đã bao giờ nhấp vào một cái quảng cáo ở trên Facebook của mình và sau đó nó sẽ bật ra một hộp thoại. Nó bật ra một hộp thoại. Và trong cái hộp thoại đấy nó điền sẵn thông tin họ và tên Nguyễn Phan Anh, email phananhonline@gmail, số điện thoại 0989 623888. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cái loại quảng cáo đấy chưa? Chắc chắn là bạn thấy rồi. Nếu bạn thấy quảng cáo đấy và bạn muốn chạy như thế thì đây chính là câu trả lời. Tức là tìm kiếm khách hàng tiềm năng là nó mục tiêu là muốn thu được cái data khách hàng, đúng không ạ? Muốn thu được cái data khách hàng. Rồi, tiếp tục là tin nhắn, tức là bạn sẽ chạy quảng cáo để mà gửi tin nhắn cho mọi người trong Messenger hoặc là trong WhatsApp. WhatsApp và Instagram là hai cái app nó thuộc Facebook mua lại. Và bây giờ Facebook nó cũng đẩy quảng cáo đến những cái ứng dụng này. Ở Việt Nam thì Instagram cũng có một lượng người dùng đáng kể. Tôi không biết con số là bao nhiêu nhưng chắc khoảng tầm 7, 8 triệu, 10 triệu người dùng. So với khoảng hiện nay khoảng 67 triệu người dùng Facebook. Rồi, WhatsApp thì rất là ít người dùng, không nhiều. Ok. Tiếp tục ạ, chạy chuyển đổi. Chuyển đổi tức là mình cũng chạy website, truy cập vào web gần giống với lưu lượng truy cập. Nhưng mà khác một chút đấy là mình đo lường cái sự chuyển đổi bằng bằng cái cách là mình sẽ gắn mã pixel vào web của mình và sau đó mình đo lường các chuyển đổi ở trên 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 web, đặc biệt là web thương mại điện tử, nó có những cái nút giỏ hàng, nút mua hàng, nút thanh toán. Mình đo rất là tệ à, dễ. À, mình đo rất là dễ. Rồi, doanh số theo danh mục. Vâng, tức là mình có thể tạo ra các catalog sản phẩm ở trên fanpage, sau đó mình chạy, và cái này khá là khó, đúng không ạ? Cái này sẽ khá là khó một chút, hơi phức tạp một chút. Đấy, và chạy quảng cáo để tăng cái lượt truy cập vào cửa hàng bằng cái gọi là food traffic, tức là người ta theo cái phương pháp là truyền thống đấy ạ. Vâng, thế thì muốn tăng được lượt ghé thăm cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể chạy tương tác bằng cách là bạn giới thiệu cửa hàng của bạn, bạn quay video về cửa hàng của bạn và bạn chạy. Giống như tôi làm marketing cho nhà hàng cũng thế thôi, hay spa cũng thế thôi. Ok, không nhất thiết bạn phải chạy như vậy. Rồi, thì tôi xin phép được chốt lại cái phần thứ hai là mục tiêu tiếp thị ở đây là hiện nay các bạn nhìn thấy có 2, 4, 6, 8, 10, 11 mục tiêu tiếp thị. Nhưng riêng trong phần tương tác nó lại đẻ ra là tương tác bài viết, số lượt thích trang và phản hồi sự kiện. Như vậy
tổng là bao nhiêu ạ? Là 13 mục tiêu tiếp thị. 13 mục tiêu tiếp thị. Đấy, nếu mà chạy tương tác bài viết thì chọn ở đây, nếu mà chọn tăng được lượt thích trang thì chọn ở đây, và muốn phản hồi sự kiện tức là mình tạo ra sự kiện ở trên fanpage và mình cho mọi người tiếp cận cái sự kiện đấy thì mình chọn ở đây. Rồi, có 11 nhưng thực chất là có 13 mục tiêu tiếp thị. Được chưa ạ? Chúng ta phải chốt, và mỗi một cái mục tiêu tiếp thị khác nhau nó sẽ tạo ra hiệu quả quảng cáo khác nhau. Đây là cái giao diện cũ của Facebook, các bạn có thể tạo ra một cái giao diện mới bằng cách là bấm vào nút chuyển sang tạo nhanh. Đấy, thì đây là cái giao diện mới của nó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn đặt tên chiến dịch, cách mua là đấu giá, mục tiêu là gì ạ? Cũng như vậy. Đấy, cũng không khác gì. Số lượt cài đặt ứng dụng, số lượt xem, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác, lượt thích, phản hồi tin nhắn, chuyển đổi vân vân. Cũng có thử nghiệm phân tách tối ưu hóa chiến dịch. Thì đây là cái giao diện mới, thì các bạn tùy vào cái việc các bạn quen với giao diện nào thì tôi vẫn hướng dẫn cho mọi người trên cái giao diện là cái giao diện là cũ, đúng không ạ, để cho các bạn có thể làm. Vâng, thế rồi cái trình quản lý quảng cáo bây giờ cái giao diện này cũng là giao diện mới nhất luôn đấy, cũng là giao diện rất là mới, nên là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái gọi là mới nhất năm 2020 cho các bạn để các bạn xem. Vâng, ok, trước khi chuyển đến phần này thì chúng ta vẫn sẽ phải quay lại cái phần trình quản lý quảng cáo để chúng ta tạo quảng cáo thông thường. Đấy, thì tôi sẽ chuyển lại cái giao diện cũ. Các bạn có thể sử dụng hai giao diện và tôi sẽ có cái video hướng dẫn cho các bạn những cái giao diện mới, được chưa ạ? Rồi, thì ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chạy chủ đạo lưu lượng truy cập, tương tác, video, tìm kiếm hay tiềm năng và tin nhắn. Đấy là những cái loại mà chúng ta chạy chủ đạo. Và ba cái mà tôi đánh giá là nhiều nhất đấy là tương tác, lưu lượng và số lượt xem video, được chưa ạ? Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mẫu cho các bạn cái chiến dịch về tương tác rất là kỹ, vì đây là chiến dịch mà chúng ta chạy nhiều nhất. Sau đó thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái loại hình khác nhưng không kỹ bằng, bởi vì về cơ bản các thao tác và ý nghĩa marketing nó sẽ giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta chọn tương tác bài viết. Vâng, chúng ta chọn tương tác bài viết, được chưa ạ? Vâng, sau đó thì chúng ta đặt tên chiến dịch. Đặt tên chiến dịch thì chúng ta đặt tên thử nghiệm thôi. Ok, đặt tên cái gì cũng được. Ở phía dưới này nó có hai mục rất là mới, đấy là tạo thử nghiệm phân tách và tối ưu hóa ngân sách. Nếu các bạn bật thì chúng ta sẽ bật cái chiến dịch này, và chúng ta tắt thì chúng ta sẽ không sử dụng cái tính năng này. Thế thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu là thử nghiệm phân tách là gì. Thì ở đây nó sẽ gọi là tiếng Anh nó gọi là A/B testing, tức là so sánh cái A với so sánh với cái B trong một cái chiến dịch quảng cáo. Ví dụ bạn thay một mẫu content thì đấy là content cũ với content mới là AB, hay là bạn đổi target từ một cái nhóm rộng sang một nhóm hẹp đấy gọi là AB. Thì nếu mà các bạn chạy như thế này, bạn chọn thì đây nó có thể cho mình chọn nội dung, phân phối, đối tượng, vị trí quảng cáo. Mình có thể chọn một trong số bốn cái biến này để mình tối ưu. Vâng, các bạn cũng có thể để. Vâng, và nếu mà chạy ngân sách lớn và chạy lâu dài thì làm như này tôi nghĩ khá là tốt. Tôi nghĩ khá là tốt. Đấy, ok, mình có thể thử nghiệm các đối tượng khác nhau. Và đây là cái đối tượng mà mình cần phải test để tạo ra rất là tốt, đúng không ạ? Rồi, thì đây là một cái tài khoản quảng cáo mới nên bạn sẽ cần phải thiết lập tài khoản quảng cáo. Đây là tôi dành cho những người mới canh luôn, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bạn sẽ thiết lập quốc gia Việt Nam, loại tiền là Việt Nam đồng và múi giờ là Asia Hồ Chí Minh, tức là gọi là giờ GMT cộng 7 đấy, đúng không ạ? Ok, sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Thế khi đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo nhóm quảng cáo, đúng không ạ? Vâng, vì là chúng ta đã chọn cái phần mà tối ưu về mặt gọi là biến, ở đây là biến đối tượng, thì lúc này nó hiển thị ra cái giao diện như này. Và chúng ta sẽ chọn nhóm quảng cáo A với một cái biến đối tượng là A, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái nhóm quảng cáo B với biến đối tượng là B. Và hai cái nhóm này mình sẽ chạy song song và trong cùng một chiến dịch để nó so sánh AB, là vì vì vậy.
Thế thì trong trường hợp này bạn có thể chạy kiểu này, hoặc là bạn cũng có thể làm gì ạ? Bạn cũng có thể là tạo hai chiến dịch đơn, tự mình so sánh không cần phải Facebook. Và nếu bạn muốn làm như vậy không muốn bị phiền thì trong phần mục tiêu bạn quay lại, bạn tắt cái phần tạo thử nghiệm phân tách đi. Thì trong cái phần đối tượng này nó sẽ trở về cái giao diện cũ. Các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Nó trở về cái giao diện cũ đấy ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta đặt tên nhóm. Tên nhóm ở đây là chẳng hạn như là bây giờ thầy Phan Anh sẽ giới thiệu bán khóa học về Facebook Marketing đi. Facebook Marketing thầy Phan Anh, ví dụ như vậy. Ok. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ xác định đối tượng. Thì về cơ bản là mọi người sẽ có hai nhóm đối tượng là đối tượng mới và đối tượng đã lưu. Đấy, thì chúng ta có thể chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng ở mức độ nâng cao, đấy là đối tượng tùy chỉnh. Thì đối tượng tùy chỉnh này nó bao gồm là các đối tượng remarketing từ web, remarketing từ fanpage. Thì hiện nay đến cái bước này thì các bạn đang khá là mới, thì tôi sẽ chưa hướng dẫn vội nhá. Cái phần này nó có thể tạm gọi là cái phần nâng cao đi. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn là tạo đối tượng mới, nhắm chọn chuyên sâu dưới tư duy của một người làm marketing. Có rất nhiều cái đơn vị người ta gọi là super target hay là deep target hay là hero target gì đó, thì tôi nghĩ là tất cả những cái đấy là những cái tên gọi mỹ miều. Từ target trong tiếng Anh có nghĩa là mục tiêu. Và ở đây thì cái từ nhắm chọn này chính là từ audience. Tức là chúng ta nhắm chọn đối tượng người xem quảng cáo hay là nhắm chọn khách hàng mục tiêu. Cho nên là cái từ target đấy cũng không hẳn là đã chính xác. Và cũng chẳng có super target nào cả, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm theo tư duy là sản phẩm của mình bán cho ai, khách hàng mục tiêu của mình là ai thì mình sẽ chạy đến người đó. Được chưa ạ? Trong phần này bắt đầu các bạn sẽ đến phần vị trí, đúng không ạ? Trong phần vị trí thì nó có bốn cái lựa chọn là những người sống tại vị trí này trong thời gian gần đây, những người sống tại vị trí này là người ở địa điểm này trong thời gian gần đây và người ghé thăm. Và thế thì hầu như các bạn có thể chọn, cẩn thận nhất các bạn chọn những người sống tại vị trí này, tôi nghĩ là ok nhất. Ví dụ như tôi sống ở Hà Nội, đúng không ạ? Ok. Tiếp tục là bắt đầu đến phần địa lý. Đến phần địa lý. Được chưa ạ? Thì trong phần địa lý này các bạn có thể có hai cái tư duy. Tư duy thứ nhất là hoàn toàn các bạn có thể chạy quảng cáo tại Facebook từ kho hàng của mình ở Việt Nam sang thị trường thế giới. Sang thị trường thế giới. Các bạn có thể chạy quảng cáo sang Mỹ, sang Anh, sang Pháp, sang Hàn Quốc, Nhật Bản, sang các nước mà có Facebook sử dụng. Và hiện nay thì cái số lượng người sử dụng Facebook trên toàn cầu rất là lớn, khoảng 2,7 tỷ người. Đây là một cái tư duy mà các bạn có thể học được. Tức là nếu các bạn có sản phẩm tốt, các bạn hoàn toàn có thể bán ra thị trường thế giới. Đó, ví dụ tôi có rất nhiều học viên, rất nhiều sinh viên của tôi đang bán hàng sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đấy, rồi thậm chí là những cái nước kém phát triển ở châu Phi, ở những nước phát triển như Mỹ có thể bán, đúng không ạ? Dựa trên nguyên tắc đơn giản thôi, là cái gì thị trường thiếu là mình cung cấp, mua của thằng chán bán cho thằng thèm, đúng không? Ok, nếu mà các bạn chạy ra thị trường thế giới thì các bạn cần quan tâm đến sản phẩm, thuế má, giao vận đi ra thị trường thế giới. Còn trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo chủ đạo ở thị trường Việt Nam. Chủ đạo ở thị trường Việt Nam. Ok, đầu tiên ví dụ như là bây giờ các bạn chạy cả Việt Nam thì các bạn cứ để cả Việt Nam là xong. Nhưng nếu mà bạn chỉ có một cửa hàng vàng ở Hà Nội, các bạn chỉ có một hai salon tóc ở Hà Nội, các bạn chỉ có một shop thời trang ở chỗ gọi là một cái huyện nào đấy ở một tỉnh X, tỉnh Y gì đó, thì lúc đấy các bạn sẽ phải chọn cho nó phù hợp, được chưa ạ? Hay bạn có một cái nhà hàng ở trung tâm thành phố rồi. Thế bây giờ tôi cứ ví dụ đi, tôi làm bán khóa học Facebook Marketing, tôi chọn Hà Nội, được chưa ạ? Rồi xong. Thì mỗi một cái thao tác tôi chọn, các bạn nhìn thấy ở phần cột bên phải nó sẽ nhảy các cái chỉ số, số lượng người tiếp cận tiềm năng, tức là cái khả năng về 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 tiếp cận thị trường là có bao nhiêu người. Từ 18 tuổi đến 65 tuổi hiện nay ở Hà Nội có 8
triệu 900 ngàn tài khoản. Đấy, số người tiếp cận hàng ngày ước tính dựa trên số tiền đang để ở đây mặc định là 220.000. Vâng, tương đương với số lượng tương tác là từ 519 đến 1.500. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái hiệu suất quảng cáo thôi, nhưng mà Facebook nó ước tính cho mình. Mình có thể chạy nhiều tỉnh, ví dụ mình có thể chọn Bắc Ninh. Đấy, mình cũng có thể chọn Bắc Giang, ví dụ như vậy, tôi làm ví dụ thôi nhá. Rồi, bạn không muốn tỉnh nào thì bạn lại tắt đi. Bạn muốn Thái Bình, bạn chọn Thái Bình. Hoặc là trong một tỉnh bạn muốn thả ghim. Ở đây nó có một cái thuật ngữ gọi là thả ghim. Thả ghim tức là chạy quảng cáo theo bán kính, theo bán kính kinh độ và vĩ độ. Và khi chạy thả ghim thì cái đối tượng nó sẽ lại còn chính xác hơn nữa. Đấy, thí dụ như bạn có một cái ảnh viện áo cưới ở Thái Bình chẳng hạn, hay bạn có một cái nhà hàng ở thành phố Thái Bình, bạn sẽ chọn đến địa điểm đấy, bạn bấm vào nút thả ghim, sau bạn mang cái ghim này đi bạn thả. Đấy, thì lúc này bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ làm là gì ạ? Thái Bình bán kính 16 km, lúc này tôi thu hẹp lại, tôi chỉ chạy 7 km thôi. Như vậy tôi sẽ chạy toàn Hà Nội, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thái Bình ở thành phố Thái Bình, và bán kính là 7 km. Đấy là cái phần bao gồm là phần thêm. Hoặc mình có thể dùng phương pháp loại trừ, tức là nếu mình không muốn chạy đến cái vùng nào, miền nào, mình có thể chạy loại trừ. Ok, mọi người hình dung ra chưa ạ? Nếu mà mọi người làm theo, mọi người không hiểu thì mọi người có thể hỏi lại cho tôi nhé. Rồi tiếp tục về tuổi. Tuổi ở đây là chúng ta có tuổi từ 18 đến 65 tuổi, nhưng thực ra mình bấm vào đây nó sẽ từ 13 cho tới 65 tuổi. Giả sử bây giờ các bạn chọn 13 đến 65 tuổi. Đấy, các bạn sẽ tắt đi chỉ để Hà Nội thôi để xem nó lát là bao nhiêu. Số lượng người sử dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng. 9,5 triệu người, rất là nhiều. Ok. Tuổi này thì nó sẽ có hai cột là tuổi thấp nhất và tuổi cao nhất, tức là giải tuổi của khách hàng. Thì ở đây mình sẽ phải trả lời cho câu hỏi là khách hàng của mình trong nhóm tuổi nào. Thí dụ bạn bán đồ mẹ bé thì khách hàng của bạn sẽ là nữ ở tuổi sinh nở, thường là khoảng 23 tuổi cho đến khoảng tầm 35 tuổi đổ lại. Tất nhiên vẫn có những bạn 18 tuổi đã sinh nở và có những bạn 40 tuổi vẫn sinh nở. Nhưng cái nhóm tập trung nhất nó sẽ rơi vào cái nhóm khoảng 23, 24 tuổi trở lên cho đến khoảng tầm 35 tuổi trở xuống. Đấy là nhóm sinh nở mạnh, đúng không? Và mình chọn tuổi như vậy tức là mình chặn, mình loại trừ những đối tượng không phù hợp, mình chặn trên chặn dưới để loại trừ ra. Lúc này ví dụ như là mình chạy đến, như tôi nói đúng không ạ, mình chọn từ 23 cho tới 35. Rồi, thì mình sẽ thấy là đây chính là bắt đầu nó giảm xuống. Đấy, lúc trước là từ 9 triệu rưỡi, bây giờ nó còn có 4 triệu 2. À, lúc này tôi chọn nữ một cái thì nó lại giảm tiếp, đúng không ạ? Nó chỉ còn có 2 triệu. Như vậy Hà Nội này, tuổi 23 đến 35 này, giới tính nữ này, nếu bạn bán đồ mẹ bé, tất nhiên tất cả ví dụ ở đây tôi đang nói để cho các bạn dễ theo dõi. Và mỗi một cái phần tôi sẽ lại sử dụng một cái ví dụ khác nhau để cho các bạn hình dung ra. Được chưa? Thế thì trong tuổi này các bạn cũng cần lưu ý, nếu như mà cái giải tuổi của bạn dài thì bạn nên chia thành 2 đến 3 nhóm để bạn chạy. Tại vì nếu mà mình chạy giải dài thì nó cũng có thể là cái sự khác nhau về mặt suy nghĩ và thu nhập. Thường những người 23 tuổi thì bao giờ cũng nghèo, nghèo hơn những người khoảng 35, 40 tuổi. Bởi vì theo thời gian cái thu nhập của người ta sẽ gia tăng lên. Đấy, và tuổi tác thay đổi, người ta cũng sẽ, cách thức mua hàng cũng sẽ khác nhau. Giới tính cũng như vậy, đúng không ạ? Giới tính là giới tính của khách hàng, giới tính của người mua sản phẩm. Bạn bán đồ lót nữ thì đương nhiên bạn chạy quảng cáo cho nữ. Nhưng bạn bán đồ lót nam, bạn hoàn toàn vẫn có thể chạy quảng cáo cho nữ. Còn bạn bán hàng tiêu dùng thì chắc chắn bạn phải chạy cho nữ, nhất là hàng tiêu dùng trong gia đình, FMCG chẳng hạn, đúng không ạ? Bạn bán thời trang nam, bạn chạy cho nam. Bạn bán thời trang nữ, bạn chạy cho nữ. Nhưng bạn bán iPhone thì bạn chạy cho cả nam lẫn nữ. Ok? Và đôi khi bạn nên tách nam một chiến dịch riêng và nữ một chiến dịch riêng để bạn tập trung vào content nó hấp dẫn, nó phù hợp với khách hàng hơn, đúng không ạ? Ok, tiếp tục phần ngôn ngữ. Trong phần này các bạn có thể chọn tiếng Việt. Đấy, hoặc là các bạn có thể bỏ trống
Khi bạn chọn tiếng Việt tức là gì? Những người khai trên Facebook người ta có khả năng nói tiếng Việt thì người ta sẽ được chọn, và các bạn nhìn thấy con số không đổi, vẫn là 2 triệu. Đấy, ok.